Võ Tắc Thiên từ bỏ danh hiệu mà mình mất cả đời để đạt được. Là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, thế nhưng trước khi qua đời, Võ Tắc Thiên đã để lại di ngôn từ bỏ danh hiệu mà mình mất cả đời để đạt được. Trong một xã hội trọng nam khinh nữ như thời phong kiến trong lịch sử Trung Quốc, câu chuyện từ phi tần vươn lên làm nữ hoàng đế của Võ Tắc Thiên vẫn thường được nhắc tới như một truyền kỳ. Võ Tắc Thiên thường được biết đến với cái tên Võ Mị Nương. Tên thật là Võ Chiếu. Bà là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bà đã để lại nhiều tranh luận về công tội giữa các nhà sử học. Bà đã trải qua các vị trí tài nhân, chiêu nghi, hoàng hậu, hoàng thái hậu, hoàng đế, thái thượng hoàng. Nhưng cuối cùng, trước khi qua đời, đã quay lại với vị trí hoàng hậu của nhà Đường. Việc bà nổi lên nắm quyền cai trị bị các nhà sử học Khổng giáo chỉ trích mạnh mẽ, nhưng các nhà sử học từ sau thập kỷ 1950 đã có cái nhìn khác về bà. Năm 683, Cao Tông băng hà, Võ Tắc Thiên lần lượt đưa hai con trai của mình lên ngôi hoàng đế, nhưng hai vị vua này đều không vừa lòng bà. Bà tìm cách phế truất, đầu độc Trung Tông và giam lỏng Duệ Tông, để tự thiết triều với danh nghĩa Thái Hậu. Cũng theo sử sách ghi chép lại, Võ Tắc Thiên được cho là đã lần lượt đầu độc, hãm hại các con của mình để nắm quyền và chiếm ngôi. Tháng 9 năm 690, Võ Tắc Thiên tự xưng là Hoàng đế Thánh Thần, đổi quốc hiệu thành Chu. Từ đó, Võ Tắc Thiên trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Từ ngày làm nữ hoàng, bà càng độc ác hơn. Ai chống lại bà đồng nghĩa với việc chọn cái chết. Con cái bà cũng có thể diệt trừ nếu như họ làm ảnh hưởng tới triều chính và việc nắm quyền hành của bà. Bà không tin vào ai, ngay cả những người ruột thịt. Võ Tắc Thiên phấn đấu cả đời chỉ vì muốn nói cho thế nhân biết rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm đại sự, thậm chí là làm hoàng đế chứ không hề yếu thế so với đàn ông. Thế nhưng trước lúc qua đời, di nguyện của Võ Tắc Thiên không chỉ khiến triều đình khó xử mà còn làm cho hậu thế đời sau cảm thấy vô cùng khó hiểu. Theo đó, trước phút lâm chung, thụy hiệu mà Võ Tắc Thiên muốn dùng không phải là hoàng đế mà là Đại Thánh Hoàng Hậu.